Chàng trai Hà Nội ôm bó hoa tiền 50 triệu đồng tặng vợ gây sốt mạc. Mới đây, clip ghi lại cảnh một chàng trai ôm bó hoa với các tờ tiền 500.000 đồng bước vào nhà hàng tặng một cô gái nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, gây chú ý. Theo hình ảnh trong đoạn clip, bó hoa có kích thước lớn được gắn rất nhiều tờ tiền 500.000 đồng kèm hoa hồng. Sau khi nói lời chúc, chàng trai tiến tới tặng bó hoa cho cô gái kèm nụ hôn ngọt ngào lên má. Trước sự chứng kiến của nhiều người, cô gái tỏ ra ngượng ngùng. Đoạn clip đã nhận được lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng chàng trai hết mực quan tâm bạn gái. Tuy nhiên, không ít người cho rằng chàng trai làm màu hay muốn câu tương tác trên mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, anh Duy Cường, sinh năm 1993, sống ở Hoài Đức, Hà Nội, xác nhận là chàng trai xuất hiện trong clip. Bó hoa gắn tiền được anh tặng cho vợ là chị Phạm Mai hôm 17 tháng 10. Khi đó, cả hai ăn tối tại một nhà hàng lẩu. Màn tặng hoa được giữ bí mật nên chị Phạm Mai rất bất ngờ. Đoạn clip do anh Cường nhờ nhân viên nhà hàng quay, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội để lưu lại một kỷ niệm đẹp. Hai vợ chồng không ngờ nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận trái chiều của cư dân mạng. Trước khi tạo niềm vui cho vợ, anh Duy Cường suy nghĩ rất nhiều về món quà, cuối cùng quyết định chọn bó hoa gắn tiền để vợ có thể mua sắm thoải mái. Tổng số tiền được gắn lên bó hoa là 50 triệu đồng. Số tiền này vừa đủ để tạo hình vòng cung đẹp mắt cho tổng thể của món quà.